Xin chào mọi người, mình là Huy Long. Chào mừng mọi người đến với kênh review Transformer VN của mình. Thì hôm nay mình mới về em hàng mới, mình sẽ làm clip mở hộp cũng như là so sánh em nó với cả cái em R02 thường. Thì như trước mắt các bạn, đây chính là chiếc hộp của em nó. Thì nó chính là cái phiên bản R02B, là một phiên bản màu khác của R02, là do hãng Unitoy làm. Đó, là một hãng sản xuất thứ ba về các sản phẩm Transformer. Thì đương nhiên rồi, họ không có bản quyền chính hãng, cho nên là họ phải lấy tên đây là Destroyer, đây Destroyer, kẻ hủy diệt đấy đó. Và các bạn lưu ý là phải trên 10 tuổi mới sử dụng được nha, S10 cộng này đó, trên 10 tuổi mới sử dụng được. Bạn nào mà dưới 10 tuổi thì ngắm thôi nha. Nói chung là cái con này thì mình rất là thích, tại vì bản thân cái con Orb UT là mình đã rất là thích rồi. Thì đây họ sản xuất ra một cái phiên bản màu khác, thì nó là cái bản phiên bản màu đen. Thường thì những cái phiên bản màu đen của Orb thì nó sẽ là Dark Knight này, hoặc là Nemesis đó. Nói chung là cái phiên bản Orb màu đen mình rất là thích luôn. Thì mức giá của con này thì mình lại thấy nó rẻ hơn cái con Orb R02, rẻ hơn. Và qua trailer thì mình cũng thấy là nó có một số cái khác biệt, thì tí nữa cụ thể mình sẽ mở hộp ra mình xem như nào và mình sẽ chỉ cho các bạn xem. Thì đây là cái hộp của nó. Bên trong chúng ta có thể nhìn thấy luôn là ông Orb ở trong này, và được bọc một lớp ni lông nữa đó. Đó, được bọc một lớp ni lông nữa, rất là cẩn thận. Và bên ngoài chúng ta sẽ nhìn thấy cái hình này, hình Optimus cầm một thanh kiếm, chỉ có đen và trắng thôi nhưng mà trông rất là ngầu đó, rất là ngầu luôn, cũng khá là hay. Thì cái hộp này thì mình thấy nó cũng đơn giản, không có gì là chưa chưa có gì nổi bật lắm đó. Đằng sau thì chúng ta sẽ nhìn thấy luôn, đó là em Orb 02B, thanh kiếm và chiếc lá chắn. Và ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy luôn hai hình ảnh, cái đầu nó sẽ đóng mở được mặt nạ như thế này, đó là như vậy. Thì cái hộp nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp ra. Thì cũng rất là đơn giản thôi, mở. Có một dán cái lớp băng dính ở trên này, thì đơn giản mình cắt băng dính ra, mình sẽ mở các cái thứ, lôi cái thứ bên trong này ra. Rồi thì mình sẽ bỏ hộp này ra, và đúng như thường lệ, đúng như cái con Orb R02 thì hãng sản xuất sẽ cho chúng ta bộ quà tặng như thế này. Đó là một cái chượng chụp to đây, trông cũng khá là đẹp, và một thanh kiếm của Lockdown này đó, một thanh kiếm của Lockdown, và một cái chượng nhỏ nữa này, đây một cái cây chượng nhỏ. Và mình biết thì là cái cây chượng này sẽ bằng kim loại đó. Đó là bộ ba sản phẩm. Thì các bạn nhớ lưu ý nhé, khi mà chúng ta mua hàng cái con này thì sẽ có cái bộ này, nếu như không có thì là thiếu sót của nhà sản xuất đấy, các bạn phải liên hệ, hãy liên hệ lại với shop để trao đổi với họ nhé. Và đây là một cái thẻ mình sẽ lấy ra này, giống như cái con R02 trước, nó cũng có một cái thẻ như vậy, và cái phiên bản này cũng có. Đây, một chiếc thẻ cứng, chiếc thẻ cứng như thế này đó, cái hình Orb này giống ở ngoài bìa này, R02B Destroyer Unitoy, và mặt sau thì vẫn là hình nó và hình ở dạng xe, và các cái chỉ số đây toàn 10 10 9,5 đó, gần như là tuyệt đối. Và đương nhiên rồi, không thể thiếu đó là giấy hướng dẫn. Úi giời,
Đó, để hướng dẫn các bước transform. Nhưng mà mình thấy cái giấy này nó không đẹp. Rồi, tiếp theo đến nhân vật chính. Mình sẽ chỉnh camera thấp xuống để cho các bạn dễ nhìn. Đây. Thì như mình đã nói rồi, ống ốp ở bên trong này được bọc một cái lớp ni lông. Đó. Thì mình sẽ mở cụ thể ra xem như thế nào. Trước tiên là chúng ta sẽ nhìn thấy luôn đấy là nó sẽ những cái chỗ bên này này, như ở cái con kia con trước ấy, thì sẽ có một cái đầu nữa này và có hai cái mặt nạ phía dưới này, nhưng mà ở cái con này không có. Thì như vậy là cái bản này sẽ chỉ có một head thôi, một head và không có những cái mặt nạ để thay thế. Thì bây giờ chúng ta xem thanh kiếm này. Đây, đây chính là thanh kiếm. Thì cái phiên bản màu này là màu đen và màu xanh. Xanh này thì là xanh lục, cũng không hẳn là xanh lục. Đó, màu xanh này này các bạn đấy. Và rất là chi tiết. Vẫn có những cái chữ của Cybertron ở hai bên như thế này. Đó. Vẫn có và rất là chi tiết. Khá là đẹp. Tiếp theo là chúng ta có cái shield. Đây. Cái shield. Thì mình thấy cơ bản là giống cái trước thôi, không có gì cải tiến cả. Chỉ khác nhau về phần màu thôi. Nó sẽ là nền đen và cái lửa là lửa màu xanh. Đó. Và đương nhiên rồi vẫn sẽ tách ra được các bạn nhé. Vẫn sẽ tách ra được và chỗ này vẫn sẽ có chỗ để cài kiếm. Đây. Đó. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái dao. Một lưỡi dao như thế này. Đây. Thì cái lưỡi dao này là nó bật ở tay ra lúc mà đánh nhau với Bi. Đó. Nhưng mà tuy nhiên là chỉ có một cái, nhưng mình nghĩ là ở nhà sản xuất nên cho hai cái để gắn vào hai bên thì đẹp hơn. Đó, nhưng mà chỉ có một cái thôi. Và đây sẽ là nhân vật chính. Thì được bọc trong một cái lớp ni lông nữa. Đó. Mình sẽ hết rồi. Đây mình sẽ bỏ cái này ra. Đó thì chúng ta sẽ lại phải lột ni lông này nữa. Ồ, cái head mới trông khá là đẹp. Rồi, mình sẽ để đây chỉnh lại camera. Thì ấn tượng ngay ban đầu của mình đó là nó sẽ có cái head mới, nó khác hẳn so với cái head cũ của bản R02 thường. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy cái head đấy. Trong cái head này mình thấy nó cảm giác như là nó giống của hãng 3A ấy. Đó, thực sự là rất giống luôn, khác hẳn so với cái head trước luôn, rất là đẹp. Đó. Mình thấy cái kiểu phối màu như này rất là hay, rất là đẹp. Đây cái phối màu như thế này, đó là màu màu đen và màu xanh, màu đen và màu xanh. Khá là đẹp. Thật sự là cái phiên bản màu này rất là đẹp các bạn ạ.
Đó. Là đẹp. Thì mình nhìn qua như thế này thì không thấy gọi là nó họ có cải tiến thêm gì về thiết kế đâu. Tức là họ thiết kế vẫn bê nguyên như vậy thôi, không có cải tiến thêm gì ngoài cái đầu thì là thay hẳn cái đầu mới rồi. Thay bằng cái head mới. Và cái head này thì nó sẽ thay mặt nạ bằng cách là đóng mở giống như ở các cái phiên bản LT02, MPM4 hoặc là LS03 đấy. À, nó có lò xo nữa này. Đây thì mình sẽ thay cho các bạn xem này. Đây, mặt gốc của nó là như thế này. Đó, thì sẽ kéo này lên. Và rồi sẽ kéo xuống này xoay. Đó, nó có lò xo ở đây. Chúng ta sẽ kéo xuống một chút và xoay. Thì đây là cái mặt đóng lúc chiến đấu. Đó, đây là mặt của off lúc đóng lại để chiến đấu này, mặt màu đỏ đấy. Rồi, cơ bản là như vậy. Và rất là đáng tiếc là cái bàn tay này nó vẫn như vậy nhé mọi người. Tại vì sao mà mình nói cái bàn tay này vẫn như vậy mà rất là tiếc, tại vì cái con R02 trước bàn tay của nó là màu nhựa, tức là nó là bằng nhựa rồi nhưng mà ý là họ vẫn giữ nguyên như vậy, họ không có sơn cho bàn tay lại và để nguyên cái màu như vậy. Thì nó về một thời gian sau, nó thứ nhất là nó bị xỉn và thứ hai là nó không đẹp. Và ở cái bản này mình thấy bàn tay này nó làm bằng nhựa màu tối hơn đó, chứ không phải là nhựa màu trắng nữa, nhưng mà vẫn không được sơn nhá, vẫn không được sơn đây, vẫn chỉ là màu nhựa thôi, không có được sơn. Nhưng mà tuy nhiên nó là màu tối thì nó sẽ đỡ bị bẩn hơn đó. Và nếu như họ làm cái head như thế này, làm cái head head mới như thế này, thì cái cơ chế thay đổi mặt nạ như vậy thì họ lại không tích hợp led vào nữa, thành ra là nó sẽ chỉ có một head và không có led. Đấy, thì thành ra có lẽ chính vì vậy mà cái mức giá của nó rẻ hơn cái con R02 thường. Đó. Lại rẻ hơn. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ so sánh con này với cả cái con R02 thường cho các bạn xem. Xem là nếu như các bạn nào mà một số bạn không đủ về điều kiện về kinh tế ấy, tức là ví dụ như là không đủ về tài chính chỉ có thể mua được một con thì phân vân, thì nên chọn con nào giữa hai con, thì mình sẽ để cả hai con đây cho các bạn xem trực quan để so sánh. Thì những cái mẫu off mà của hãng Unitoy này thì mình thấy có một điểm yếu, có một điểm yếu như thế này, tại vì cái bàn chân ấy, cái bàn chân họ thiết kế như thế này, đây, đó, thành ra là em nó rất hay có xu hướng là bị đổ về đằng trước, đấy, hay bị đổ về đằng trước như thế này, chứ còn đằng sau thì nó có cái trống này rất là chắc, gót này rất là chắc. Nhưng mà đằng trước này thì chỗ này nó lại là có một cái khớp để gập, cho nên là nó hơi có xu hướng dễ bị đổ về phía đằng trước. Cho nên các bạn nào pose thế những con này phải chú ý cái điều đấy, là nó dễ đổ về đằng trước hơn là đổ về đằng sau. Đó, thì mình sẽ tháo vũ khí của con này ra để cho các bạn tiện so sánh. Thì đây này, mình sẽ chỉ cho các bạn cái chỗ mà màu sơn cái ngón tay của nó. Đây, mà mình bảo là rất tệ đây này. Tại vì đây, tức là bản gốc của nó sẽ là màu nhựa, màu trắng như thế này. Đó, thì nó không đẹp và sờ vào nhiều nó sẽ cố. Thì đây là mình đã phải sơn lại rồi. Mình đã phải sơn lại để thành màu bạc như thế này. Đó, chứ lúc đầu là nó màu như thế này này.
Đây nó đúng màu như cái nhựa này luôn này. Đó. Và cái head đây, mình sẽ chỉ cho bạn xem là cái head. Đó, cái head. Thì đây là head cũ. Đấy, thì mình thấy cái head mới nó đẹp hơn. Đó, như vậy. Đây. Một con op là màu truyền thống xanh và đỏ, mà một con op là phiên bản màu đen. Thì thực ra là cái màu đen này nó không có trong phim, trong phim nó không xuất hiện màu đen này, nhưng mà mình thấy là như cái trong phim Transformer phần 5 ấy, nếu như mà lúc mà op bị cái bà Queen ấy thôi miên, ngoài cái việc mà cái màu mắt đổi đi thì làm họ CGI thêm cái phần là màu sắc cũng biến đổi đi thành cái màu này này, màu đen này, lửa xanh như này hoặc là lửa tím thì rất là đẹp, mình đảm bảo rất là đẹp luôn. Nhưng mà lại chỉ đổi mỗi màu mắt với cả cái má màu đỏ đấy, thế là thành Nemesis rồi. Thực sự thì mình thấy thế là chưa đẹp đó, nó biến đổi hẳn thành màu đen đi thì thể hiện được là cái phản diện nó hơn, rõ rệt hơn. Thì đấy là ý kiến quan điểm cá nhân của mình thôi đó. Thì đây các bạn quan sát thấy là về chiều cao là như nhau đó, tổng thể thì chiều cao là như nhau, và các cái khớp thì mình thấy là vẫn là như vậy thôi, chỉ có điều là cái head head mới này nó khác khác head cũ và không có led. Thì các bạn, một cái led, cái việc mà bỏ tích hợp led này đi thì có lẽ nhiều bạn sẽ thấy rất là đáng tiếc, nhưng mà mình thấy là bỏ đi như vậy thì cái, họ lại giảm cái mức giá xuống đấy, giảm mức giá xuống khá là nhiều đấy nhá. Tức là con này nó thua con màu đen này, nó thua cái con bản bản thường này nó đến vài trăm nghìn luôn đấy. Đó thì họ đổi lại là cái việc không có led thì họ sẽ giảm giá tiền như vậy xuống. Đó. Đấy. Còn về các độ chi tiết thì vẫn như vậy thôi, về khớp thì vẫn như vậy. Còn về kim loại thì cũng vẫn như vậy luôn. Về những cái chi tiết nào bằng kim loại thì ở hai con này vẫn là thiết kế y hệt. Con này những chỗ nào bằng kim loại thì con này y hệt, không khác gì cả. Đó, thì chốt lại là mình thấy là họ chỉ khác về màu là thứ nhất, khác về head là thứ hai, chấm hết, không có gì khác biệt nữa. À, khác về giá nữa, khác về giá nữa là con này nó rẻ hơn rất là nhiều, phải nói là rất là nhiều đấy, tại vì vài trăm nghìn là nhiều rồi mà. Đó thì như các bạn đã biết rồi là cái Unitoy này là một hãng thứ ba sản xuất Chan, và thực sự là họ tự thiết kế và sản xuất rất là đẹp, từ cái con Lockdown cho đến cái con này mình thấy rất là đẹp luôn đó, rất đáng để sở hữu. Thì về Orb có hai phiên bản như thế này là Orb Orb R02 và R02B đó. Thì thực sự là bạn nào mà có điều kiện thì nên mua cả hai con, tại vì thực sự là rất là đẹp, nó rất là xứng đáng có mặt ở trong cái bộ sưu tập của mình đấy. Còn bạn nào mà không có điều kiện mua được hai con mà phân vân nên mua con nào trong hai con này thì mình chỉ khuyên như thế này, đấy là quan điểm cá nhân của mình thôi. Thì thứ nhất là cái con màu như này nó sẽ không thực tế trong phim, không có con này thực tế trong phim, không có màu như thế này, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là họ sản xuất con này thì lại bớt đi, họ không tích hợp led trên mắt nữa đó. Thì cái con này là có tận hai cái đầu, hai cái head, một head là ở dạng óc thường và một head ở dạng Nemesis, và ngoài ra hai head đều tích hợp led và có bốn cái mặt nạ để thay thế đó. Tức là con này có thể nhiều option nó lựa chọn hơn, còn con này thì chỉ cố định một cái head như này và mặt nạ thì lại là đóng mở bằng cách là xoay đấy, không tích hợp led đó. Còn về còn lại về khớp, về kim loại là như nhau, và phụ kiện nữa, phụ kiện là cũng như nhau, cũng đều một kiếm, một khiên và một cái gói phụ kiện như thế này đó. Thì mình chốt lại là nếu như các bạn nào mà phân vân giữa hai con, thì nếu như các bạn nào thích màu này rồi thì không nói, thì mua luôn hơn con này rồi, nhưng mà phân vân giữa hai con thì thôi mình khuyên là nên chơi con này. Thứ nhất là nó màu truyền thống, nó sẽ có trong phim, và thứ hai là nó còn có len led. Thì thực sự là mình bị hết pin mất rồi ấy,
thì không thì mình cũng sẽ bật bật led công tắc ở đây này, ở cái tai này bật lên cho bạn xem, nhưng mà mình mới hết pin rồi đó, thì bật led lên nhìn nó mắt nó sáng lên, nó rất là đẹp luôn, nó thực sự là rất là đẹp, đó chính là cái điểm ăn tiền của cái con này đấy. Thì nếu như bạn nào phân vân hai con thì mình khuyên là nên mua con này, nó sẽ đắt hơn một chút nhưng mà nó rất là đáng đó. Còn bạn nào mà thích cái màu này rồi thì không phải nói rồi, mua luôn, còn có điều kiện thì mua cả đôi nhá. Rồi thì mình làm clip mở hộp con R02B và cũng như là so sánh qua hai con cho các bạn xem, cũng như là tư vấn cho các bạn là nên mua con nào. Thì mọi sự tư vấn của mình là trên quan điểm cá nhân của mình thôi, còn cái việc quyết định mua con nào thì là quyết định của các bạn, mình không thể quyết định thay các bạn được. Và chốt lại là mấy cái shop uy tín ở Hà Nội thì mình đã tag ở phần mô tả bên dưới, các bạn có thể tham khảo đó, nhưng số đó là rất là uy tín, mình có thể đảm bảo được đó. Rồi, clip của mình đến đây kết thúc nhé, xin chào và hẹn gặp lại các bạn, bye bye.